Kính chào quý khán thính giả. Những đau thương mất mát của đồng bào 6 tỉnh miền Trung do Formosa và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gây ra trong một năm qua cũng là những trăn trở của đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng sản tại thành phố Portland, Oregon và các vùng phụ cận. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017 đã diễn ra cuộc biểu tình cùng đồng hành yểm trợ quốc nội tranh đấu phản đối tập đoàn Formosa và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam do Ban chấp hành Cộng đồng Việt Nam Oregon tổ chức. Đúng 10 giờ 45 phút, đoàn biểu tình đã trang nghiêm trong nghi thức chào cờ quốc gia Việt Nam do ông Đoàn Kim Bảng điều khiển. Kế tiếp, ông Từ Đức Tháo, chủ tịch cộng đồng đã ngỏ lời cảm ơn quý hội đoàn và đồng hương đã đáp lời mời gọi của ban tổ chức tham gia biểu tình tuần hành. Tất cả quý bà con đồng hương, kính thưa quý vị đứng đầu các hội đoàn, hôm nay chúng ta tập trung tại địa điểm này để lát nữa đây chúng ta sẽ tuần hành trong ôn hòa và trật tự để nói lên nguyện vọng của mình trước hành động cướp nước của Trung Cộng và hành động bán nước của chính phủ Việt Cộng. Tất cả những điều mà chúng ta muốn nói đều được thể hiện trên những cái tấm N lớn và nhỏ đại diện ban chấp hành cộng đồng Việt Nam Oregon. Tôi xin trân trọng khai mạc cuộc biểu tình hôm nay và hy vọng chúng ta sẽ tổ chức cuộc biểu tình thành công. Cuộc tuần hành bắt đầu với một rừng cờ vàng và biểu ngữ do ban tổ chức cung cấp. Đoàn người biểu tình bắt đầu di chuyển dọc theo đường 82, từ góc đường Division đến góc đường Holgate. Đoàn biểu tình đã tuần hành và đồng ca nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam. Và kết thúc vào lúc 1 giờ 15 phút trưa cùng ngày. Chúng tôi, phóng viên Oregon, tường trình cho SBTN từ thành phố Portland.